Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu hoa cúc với cái phần họa tiết như thế này Thì dụng cụ mình gồm có len miêu cô tông, kim móc mình sử dụng kim móc hai đầu số 4 Kéo cắt len và hạt bẹt dùng để trang trí nhụy hoa Đầu tiên các bạn tạo cho mình một vòng tròn sau đó móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Sau khi móc xong 6 mũi móc đơn thì các bạn nắm cái sợi len nhắn này, các bạn vuốt lại cho mình để vòng tròn nhỏ lại. Tiếp tục các bạn móc vào cái chân móc kế bên này cho mình, móc vào cái chân ở phía ngoài này cho mình. Ở đây nó có hai chân móc, móc vào cái chân phía ngoài, móc vào đây hai mũi móc đơn. Chân kế bên các bạn cũng móc tiếp cho mình hai mũi móc đơn vào cái chân ở phía ngoài này. Đây móc vào đây, móc vào cái chân phía ngoài này hai mũi móc đơn cùng chân. Tiếp tục chân kế bên cũng móc cho mình hai mũi móc đơn vào cái chân ở phía ngoài này. Ba chân móc còn lại các bạn cũng móc cho mình mỗi chân móc là hai mũi móc đơn các bạn cũng móc vào cái chân ở phía ngoài cho mình. Mỗi chân móc là móc hai mũi móc đơn. Sau khi móc xong thì chúng ta được một vòng như thế này. các bạn tiếp tục móc thêm vòng thứ ba cho mình. cũng móc vào cái chân ở phía ngoài này. ở đây có hai chân móc cũng móc vào cái chân phía ngoài, móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục móc vào chân kế bên, móc vào đây cho mình hai mũi móc đơn cùng chân, cũng móc vào cái chân ở phía ngoài. Chân kế bên móc một mũi móc đơn. Tiếp tục chân bên cạnh móc hai mũi móc đơn cùng chân. kế bên móc một mũi móc đơn chân bên cạnh hai mũi móc đơn các chân móc còn lại cũng móc tương tự cho mình một mũi móc đơn xen kẽ với hai mũi móc đơn cùng chân móc lặp lại cho mình 6 lần như vậy Sau khi móc được 6 lần các mũi móc xen kẽ thì các bạn được cái vòng thứ ba, các bạn móc vào cái chân móc bên cạnh này, cũng móc vào cái chân ở phía ngoài một mũi dời. Sau đó móc lên 4 mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Các bạn móc vào cái chân móc này, chân móc đầu tiên này móc cho mình một mũi dời. tiếp tục móc lên cho mình bốn mũi móc xích và cũng móc vào cái chân kế bên này móc vào đây một mũi dời tương tự móc lên bốn mũi móc xích và móc vào chân kế bên một mũi dời các bạn cứ lặp đi lặp lại cho mình các chân móc còn lại móc cho đến cuối vòng cho mình cũng móc lên bốn mũi móc xích sau đó móc vào chân bên cạnh một mũi dời thì sau khi móc đến cuối vòng các bạn gặp cái phần cánh hoa đầu tiên mình móc gặp xuống thì chúng ta sẽ thấy được các cái chân móc mà chúng ta chừa ra ban đầu là cái chân móc này các bạn cũng móc lên cho mình bốn mũi móc xích và móc vào cái chân phía trong này là cái chân còn lại này móc vào đây một mũi dời tiếp tục móc lên bốn mũi móc xích cũng móc vào cái chân kế bên là cái chân này móc vào đây một mũi dời tương tự các cái chân móc phía trong này các bạn cũng móc tương tự cho mình móc cho mình cho đến cái phần nhụy hoa ở giữa này cũng móc lên 4 mũi móc xích sau đó móc vào chân bên cạnh một mũi dời tiếp tục móc lên 4 mũi móc xích móc vào chân bên cạnh một mũi dời móc tương tự các chân móc còn lại cho đến cuối hàng thì sau khi móc đến cuối hàng ở cái chân móc cuối cùng các bạn móc cho mình một mũi dời móc vào chân móc cuối cùng này một mũi dời sau đó kéo dài mũi móc và cắt len Đối với cái sợi len thừa này, các bạn giấu ra phía sau cho mình. Các bạn đâm kim vào cái cái vòng tròn này. Sau đó móc cái sợi len còn thừa ra phía sau. Và giấu hai cái sợi len còn lại này vào trong cái mũi móc. Các bạn dùng keo nến hoặc là kim để may cái hạt bẹt vào cái nhụy hoa ở giữa cho mình như vậy là mình đã hoàn tất được cái mẫu hoa cúc như thế này chúc các bạn thành công